Xin chào tất cả mọi người, mình là Đặng Minh Tuấn, hiện tại mình đang sống và công tác tại Vinh. Đây là lần đầu tiên mình tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến đến với cuộc thi sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề sách và khát vọng cống hiến. Mình rất tâm đắc với tác phẩm Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, xuất bản ngày 18 tháng 4 2022. Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Do vậy, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Cuốn sách của Tổng Bí thư thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định về sự phát triển và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới, giúp cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của nhân dân dân tộc. Trong 29 bài viết của cuốn sách thì bài viết đầu tiên Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam là nội dung trọng tâm. Mình cũng xin đi vào giới thiệu nội dung bài viết này. Bài viết tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: chủ nghĩa xã hội là gì, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội Việt Nam, thực tiễn công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt vấn đề gì và đặt ra vấn đề gì. Qua bài viết, người đọc tiếp thu nâng cao nhận thức như là chủ nghĩa xã hội bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào. Thì bản chất nhân quan của chủ nghĩa xã hội là một xã hội mà trong đó sự phát triển thực sự là vì con người, sự phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ nhân dân, sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để đảm bảo môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, một hệ thống chính trị mà quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam và là khát vọng của dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Thì mô hình tổng quát về chủ nghĩa xã hội Việt Nam với 8 đặc trưng: nhất là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thứ hai là do nhân dân làm chủ; thứ ba là có nền sản xuất phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và công nghệ sản xuất tiến bộ phù hợp; thứ tư là có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; thứ sáu là các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; thứ bảy là có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; thứ tám là có quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giới. Thì để thực hiện được mục tiêu đó, cần phải là nhất đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, rồi phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Sự lãnh đạo của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Suốt hơn 90 năm qua, đảng đã xác lập, xây củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của đảng. Thực tế, từ ngày của đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo sáng suốt, nhờ vậy chúng ta giành được thắng lợi này đã thắng lợi khác. Đặc biệt trong suốt thời kỳ đổi mới, đảng lãnh đạo đất nước, nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, quý báu.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam. Kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh liên tục, đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo, đối ngoại hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, thế và lực của quốc gia được tăng cường, niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng được củng cố. Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ tiểu quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam và những chủ trương giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Thì qua bài viết cũng như cuốn sách này sẽ giúp người đọc có nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề về lý luận chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Thì các bạn có thể xem cuốn sách này miễn phí tại địa chỉ là https 2 chấm thư viện cơ số vn sạc Facebook chấm sbs chấm hỏi aid bằng 617 hoặc tải ứng dụng stbook chính trị quốc gia sự thật trên Sách Play hoặc Apple Store. Thì đến đây mình xin kết thúc phần giới thiệu sách. Cảm ơn quý bạn đọc.